Xin chào cả nhà, chào mừng cô chú đây. Dắt chào mừng cô chú. Dạ. Không có vô gì đâu, không có vô. Hai đâu rồi? Đó hai kìa. Trời ơi, nó giả bộ nó dựa vô hai chứ. Ôi, nó thương hai kìa. Chào mừng cô chú đẻ lên. Xin chào mừng cô chú. Dắt. Nhon. Nhon đĩa nha. Ông bà cô chú không thương á. Đây nè, dắt nè. Thấy hết luôn á. Không có thấy tay của mẹ. Cô đừng có nói nhiều quá, con chào mà cô chú ơi. Đẻ lên. Nói lớn lên coi. Nói lớn lên. Xin chào ông bà chú. Đúng rồi. Đì quá. Doanh nó đì lắm ông bà chú ơi. Doanh nó không giỏi bằng em dắt đâu. Không có biết gì hết. Ui ui, quay cái khu này cho ông bà cô chú xem chạy nè. Ngang qua rồi, chạy ngang cái khu nó mới xây trường mới cho mấy đứa nhỏ ở tỉnh Buros đó cả nhà. Bữa nay chồng mình làm tới 2 giờ thôi. Rồi ha, cuối tuần là chồng mình nghỉ sớm lắm. Nghỉ một cái buông xuống một cái hỏi đi đâu không, đi vòng vòng không. Bây giờ là ha, là cả nhà đang đi vòng vòng chạy vòng vòng nha. Đi tham quan vòng vòng đó trong mà cô chú ấy, chứ không có đi đâu lắm. Chồng mình có một cái á, chân không bao giờ ngồi yên không bà cô chú ơi. Làm mà buông xuống một cái á, là hỏi có đi đâu không, đi chợ không, hay là đi vòng vòng không, đi đâu không, miễn sao là đi à. Đi đâu kêu đi đâu cũng đi hết á. Nhất là ha, cuối tuần ha, làm cỡ nào làm chứ làm cái gì cũng vậy. Làm chút xíu là cũng trời ơi, con nhỏ nó rộng mộ chú ơi, dẻ quá trời dẻ luôn rồi. Ôi Jessica thấy nhỏ nó dẻ nguyên cái mặt luôn không con? Ôi ừ. nó xăm nguyên cái mặt luôn á. Mà con tưởng mày nó dẻo. Nó dẻ. Nó xăm nguyên cái mặt luôn không bọn chú ơi. Mà con tưởng mày nó dẻo. Nhìn thấy sợ ghê luôn á. Dẻo. Chồng mình nó làm gì làm chứ làm cỡ nào làm chứ làm chút xíu là cũng phải cuối tuần á, làm xíu là cũng buông xuống hỏi có đi đâu không, đi vòng vòng không. Đi vòng vòng một hồi chút xíu cũng tấp vô chợ mọi chú ơi. Bây giờ là làm có 2 giờ cái xong nghỉ rồi cái xong nói có đi đâu, đi vòng vòng không. Tại giờ này chở đi vòng vòng trước rồi chút xíu tranh thủ tới 4 giờ là đi đánh phá nẹt nữa không mọi chú ơi. Cho nên là phải tranh thủ chở vợ chở con đi vòng vòng á, để cho hóa khỏi nhằn á. Đúng rồi, đi chơi phá nẹt rồi. Chạy vòng vòng. Đảo vô đây. Vô đây đảo đâu vậy trời? Chảo vô, chạy vô hốc bà tó luôn hả? Ở đây đảo đâu rồi? Gần đấy. Để comment nè. Vi phèm tôi đi. Ủa, đi sao mà lấy cái đồ hao xuyên không? Bây giờ mình thấy ở Thụy Điển, ở tỉnh nào cũng vậy. Thấy mọc lên mấy cái nhà lô hết quá trời luôn. Cái nhà chung cư á. Nhà người ta xây lên một căn, một cái phòng người ta bán. Cái nhà xây nhà chung cư bán. Rất là nhiều. Chạy tới đây rồi. Chạy mà hồi đi tới trung tâm nữa mà. Mưa nữa ông bầu chú ơi, mưa xuống nữa. Ở đây mấy cái cột điện nè. Hơn mười mấy độ không?
nhà chung cư nó đang xây nè, quá trời luôn, nó mọc lên nó... đây cái này mới xây đó, cái này mới xây chưa xong nữa nè, nó còn đang làm ban công nữa nè, bên phía bên đây, phía bên đây người ta xong có 1 năm 2 năm. Còn ở chỗ dãy này nè, dãy này là như là xây cũng được 2 năm, mà chồng mình nói là xây được 2 năm rồi nè. Cái nhà thấy ha, chung cư nó mọc lên quá trời mọc lên, người ta hả xây chung cư nhà người ta bán quá trời. Ủa đi sao mà mất năm hả? Đây đi đi xuống cái sổ vào đây, đi sao mà đi cái sổ vào đúng không? Đi xuống sổ. Sao mà hô theo hả? Này đi sổ vào. À. Sổ vào đây nó ngồi tiếp. Ở đây mà này dễ nhà thấy nhà chung cư. Ở đây mà nhà chung cư á nó xây như vậy, nó bán một căn như vậy ha. Một căn như vậy ha, nếu mà mới luôn á, bây giờ ha, ở tỉnh Buruj chỗ đó chắc cũng phải rơi vào khoảng 2 triệu cả nhà. 2 triệu có khi 2 triệu mấy là người ta xây mới cả nhà. Là ha, tầm chừng 2 cái phòng á, 2 cái phòng ngủ. Maybe đồ hết đi đu số cái đem maybe one comment maybe ha chung chu mua non khu nổ mà đồn mưa quá trời mưa luôn rồi, trời ơi mưa lãng mạn, mưa trên cuộc tình, cái này mưa lãng mạn ba đứa con. Mưa giống mưa Đà Lạt quá ha. Mưa trời ơi mưa càng lớn luôn trời. Lớn dữ hả? Đi ok cô hả? Nè. Bắt cả. Nè. Ok cô xua. Chỗ này công ty xe ô tô. Hung gì? Hung gối. Quay hung gối. Auto the name. Name hung gối à? À. Có mình xưa đây hết thì ta. Ba. Ok. Ai auto again à? Ừ. Chồng. Chồng mình nó lạng vô xe ô tô á, chỗ xe ô tô của Honda, Kia này cái nọ nó Ala trong đây cả nhà. Lexus cũng ở trong đây luôn. Rồi ha. Chồng mình nói chiếc xe này nè, chiếc xe này nè của Trung Quốc nè, không đối hả? Let's stay, you know. Nem, tiếng nem. This door nè. Hả? Không đối hả? Không khơi. Không khơi. Chồng mình nói chiếc xe đó là mắc in của Trung Quốc, nó tên là gì? Không đối. Chồng mình cứ lão tới cái chỗ xe ô tô này ha, tại vì sắp tới sắp sửa ra chiếc xe mà của Kia cả nhà. Kia mà loại xe điện á. Nó 90 á, nó ra loại xe điện hình như 7 chỗ hay gì á. Nó 1 tháng tới nữa nó sẽ về hay gì á, nó sẽ về, mình sẽ lại coi quay cho ông bà cô chú xem. Chồng mình đang ngóng để coi chiếc đó đó cả nhà. Ở chỗ xe ô tô bên đây, phía bên đây thì police ambulance nằm ở phía bên đây. Ambulance. Sau khi dầm một vòng xong, bây giờ ha mình tới chợ Ica cả nhà. Ica City. Quay cho cả nhà xem có không? Có 10 đồng. Có 10 đồng luôn hả? À, trời mưa ha, bây giờ nó tạnh rồi nè. Trời bữa nay ui ui cả nhà. Chợ rất là đông xe luôn, bữa nay chợ rất là đông. Ngay ngày thứ 6 nghe nói ngay ngày thứ 6 của mỗi tuần, ngay ngày thứ 6 là thị điển, người thị điển người ta ăn chay cả nhà. Ăn chay là người ta ăn cá mà ha. Ăn chay không phải ăn chay giống như mình không ăn cá, không ăn thịt này kia nọ. Ăn chay là kiểu mà ha, ăn cá phi đê, ăn cá mà đốt xương chứ nha. Cho nên nghe mỗi tuần mà nghe thứ 6 là người Tây thấy người ta đi mua cá gì rất là nhiều luôn.
cả nhà nghe ngộ ha, ăn chay mà ăn chay bằng cá. Ngày đó là như ngày ngày ăn cá nhưng mà ăn chay. Ủa chợ rất là đông luôn. Con mấy cha con, mấy cha con dắt. Bây giờ nó trời lạnh vậy, người nào cũng mặc áo lạnh hết trơn, bộ chú ơi, vậy mà nó không có mặc áo lạnh nè. Con không có lạnh hả? Ủa trời ơi, đi đâu mà đảng đây vậy hả? Đi làm gì á? Làm gì ghé luôn hả? Có gì hả? Bữa nay không có gì ra hả? Không có gì ra hết á. Trời ơi, trời giỏi ghê không? Đây nè bà Tám. Mưa vật ghê, thấy đâu bà Tám. Ủa đi có mắc mưa không? Hồi nãy mưa mà. Mưa nhưng mà áo mưa. Bây giờ nó mới tạnh thôi đó. Ừ. Okay, thấy đi đâu? Mua hamburger nữa hả? Chiếc xe mua rồi, chiếc xe đâu? Chiếc xe nó đi vô trước rồi kìa, nó rồi bộ vô trước. Thấy đâu bà Tám. Bà Tám đi làm về á, xong rồi ghé chợ luôn á. Bây giờ mình đi vô chợ nha. Dạ, hai rất là mê chanh dây luôn bảo chú ơi. Thấy chanh dây hả? Loại mua chanh dây nè, lấy cái bao. Năm trái chanh dây gì 20 đồng. 20 đồng là gần 50.000. Năm trái chanh dây gần 50.000. Ở Việt Nam không biết ký ký chắc 20-30.000. Chanh dây ở Việt Nam cũng hơi mắc. Mà chắc cũng mắc tới như vậy. Giờ nào đây lựa 5 trái đi. Trái nào nó tròn tròn á, nó có mấy trái rồi? 4 cái. Ở nhà đâu có đá đâu, chứ sao? Quá trời đồ cái nhà. Bữa nay thứ năm. Ê thứ sáu chứ. Thứ sáu cho nên nó đông. Ủa ba với mấy đứa nhỏ đâu rồi? Mấy đứa con đâu rồi? Bắp 2 trái 18 nè. Cái này khoai lang, không biết khoai lang đội nào vậy? Khoai lang ở đây mình ăn không có được, ở nhà nó mềm lắm, nó mềm, nó ra nước. Mình sẽ qua đây coi có gì không. Bên đây trái cây nữa nha. Ở đây trái cây người ta gọt hộp sẵn đấy nha. Một hộp gì là nhiêu? Một hộp gì 99 là 100 đó cả nhà. 100 là 200 mấy nghe. Ừ. Đây trái cây. Trái cây ở bên đây á ăn biết là sợ, chỉ có bơm đê, quýt, cam này kia nọ, mấy cái trái cây đó với nho này kia nọ cứ làm tới hoài. Ủa, bí nè. Bí nhà của nó đặc biệt ra, mấy đứa con không ai thích ăn bí hết chứ. Ăn bí người ta nói ăn bí nó bổ não này kia nọ, mà mấy đứa con nhà khó không có ai. Không ai thích ăn. Ui, cao thơm. Trời ơi, ngon hả? Một bó tới hai mấy. Ben, this sugar. Ben, this sugar. Sugar sức khả là đến 18 nhỉ? Đúng rồi. Bên nha. Sugar sức khả. Ngân chân. Mắt dữ trời. Ôi rau thơm nè cả nhà, coi nó có rau muống dũi, nó có mấy cọng nha. Rau muống dũi này mà rau muống dũi lai chứ không phải rau muống dũi giống Việt Nam mình đâu cả nhà. Ủa có mấy cọng nè mà 18 đồng. Còn cái ngò có nhiêu đây, cộng mà 27 đồng nè cả nhà. 27 đồng gần ha. Gần 70.000 thôi, 60.000 thôi, mấy cộng ngon. Trời ơi, chết đi chứ. Ôi ôi, ở nhà thấy, trời ơi, quá ngon. Có chắc có chừng chục cộng thôi, nhưng mà cái này là loại lai, nồi ngò nó hơi bự cộng cả nhà. Đó, dữ đó mà, gần 70.000 một bó. Còn có vài cộng rau thơm mà loại nó từ từ giống như rau muống dũi, mà không phải rau muống dũi, cả nhà, nó không có thơm giống rau muống dũi đâu, mà 40 mấy ngàn một bó này cả nhà, 40 mấy ngàn mấy cộng này nè cả nhà. Thấy đồ rau bây giờ nó quá mắc luôn á. Trời ơi, mắc thấy sợ luôn. Mấy cái rau mà loại rau mà lai lai Việt Nam, trời ơi, nó mắc tè lửa.
mắc xỉu. Ở đây mua dưa leo đi cả nhà. Loại dưa leo này mình thích, loại dưa leo này, loại dưa leo này nó giòn lắm. Ký 15 đồng. Bây giờ mình sẽ lựa một mớ. Ở nhà cũng hết dưa leo à. Có bỏ thịt ra cá quá rất là nhiều luôn cả nhà. Bên đây thịt nó ép. Bên đây ra thịt người ta ốp rồi. Không biết bên đây là gì vậy trời. Ồ, thịt xay, thịt bò xay. Thịt bò xay, thịt heo xay. Ủa đít ghi hả? Lam. Thịt lam. Lam xay. Đít ghi. Greece. Đít ghi xuống. Yes. Sao vô bịch nó tăng, có giờ loại vô bịch, có loại để trong hộp. Rồi đi nè, đi ra. Đi. Thịt heo bữa nay lên giá nó màu chú ơi. Ba gội mỗi lần nó có 85 đồng hay là 90 gì quên rồi. 85 hay gì à? 85 đồng mà bữa nay nó lên tới 95 đồng này cả nhà. 94-90 nè. Bữa nay lên 10 đồng nữa rồi. Bữa nay lên 10 đồng luôn á. Quá trời quá đất rồi, chết rồi. Cái gì cũng lên đó cả nhà. Trời ơi. Cái thịt cút lết mà ha, lên 101. Cái gì cũng lên giá hết ông bà cô chú ơi. Bây giờ mình mua hồi nãy mua chỗ út á. Con gái với chồng mình nó thích trời. Người ta cho thử thôi nha. 100 g là 20 đồng, còn cái này 300 g. Miếng này 60 đồng nè cả nhà, loại út này, loại út ngon nè. Miếng này 60 đồng trăm. Xong. Bây giờ mấy đứa con mua gì nữa đây? Mấy đứa con mua ha, cơm sữa, mấy cốm á. Cốm ăn chung với sữa cả nhà. Chị hai lúc nào cũng cái gì trái kiwi với chanh dây với ở cái đó cũng ngon á. Thì đấy cái hộp đó thử đi. Xong đấy cái hộp đó thử đi. Ủa cái đó bữa giờ có ăn qua lần nào chưa? Cái hộp loại đó có ăn qua lần nào chưa? Vậy đấy cái hộp đó đây. Rice Krispies. Rice Krispies. Hai lấy cái hộp ở dưới. Con lấy your Rice Krispies. Để hộp ở dưới đây. Hả? You make color the Rice Krispies. Ừ đấy cái hộp này nè, hộp cái này nè, chan với sữa ngon nè. Can make Rice Krispies. Đấy hộp đó đi. Lẹ. Không lấy hả? Mini cereal. Gió lấy hộp này đi. Ê, nếu hôm nay cái loại này nè, loại này nó chan chan ngon lắm, loại này nó giống như là ha. Loại này cũng ngon nè. Rồi John à. Này cái đó không ngon nè. Nè. Có nó cục bự chan với con chan với sữa không ngon. Trời ơi em ngáp rồi ông ơi, chú ơi chết rồi, chú ơi. Wow. Lấy đẻ lên đi rồi xong đi ra tính tiền đi nha. Được cái nào mà được. Trời nhiều loại quá mà cô chú ơi. Du lụt nè. Rồi sô cô la nè. Nè. Giờ lúc nào cũng cái đó ha, lúc nào cũng sô cô la với du lụt thôi. Đó. Bây giờ có đội chanh dây nữa, gọi loại Kevin nữa. Lũ thứ đội ha, cái đội này mặt ong nè. Quá trời, phe lọn đó nè. Cái cây chuối nè. Có đội phe lọn nữa kìa. Ách đê nữa nè. Nhiều đội lắm cả nhà. Ở đây ha, đa số người ta con nít nó ăn sáng cả nhà. Mua này bắt đầu nó chan sữa tươi vô.
ăn sáng rất là tốt. Ở bên đây thì sữa tươi bao la, cho nên hả ăn mấy cái này rất là tiện lợi. Còn ở Việt Nam mình thấy mua sữa tươi nó không có được nhiều giống như bên đây nhiều. Trời ơi, té em kìa, đấy cái nào đấy đẻ lên đi rồi xong đi ra tính tiền, tính tiền xong đi về. Cảm ơn. Cảm ơn trời. Jessica xong đấy, đồ bỏ vô. Lấy đồ bỏ vô kìa, để lớp. Đi ra về bắt đầu mưa tiếp nữa, không bảo chú em mưa nữa nè. Đúng là bữa nào nó báo thời tiết mưa là nó mưa suốt luôn à. Nó giờ nào mưa là nó mưa à. Trời ơi, nó uống hết rồi nè. Bây giờ đi về nhà thôi, ông bảo chú đi vòng hồi sáng giờ nè. Đi vòng hồi trưa giờ chứ quên nói sáng giờ. Nó làm cái gì vậy? Hết ngày luôn rồi đó. Nó làm cái gì? Về mua ship và ngồi trên xe ăn vậy nè. Do nó mà. Ồ. Coi em dắt kìa, nó ăn khí thế luôn. Nó hồi nãy nó buồn ngủ rồi, bây giờ nó ăn xong nó tỉnh luôn rồi đó. Coi kìa, nó hết rồi kìa, em hết rồi kìa. Em hết rồi đó. Ôi giời. Ngon không? Dắt ơi. Dạ, dắt là phu chút cho xong. Ôi, dắt ha, nó hả, nó ăn, nó có cái chiều. Nó ăn, nó nhồi vô cái tay, nó nhồi vô một cục, nó nhét vô miệng cho nó nhiều. Nè, dắt là vui chút á, xong bỏ vô miệng xong. Giống như ăn bánh tráng của gì đó, nó cầm cái bánh tráng ra, nó cắn từ, nó ít quá cả nhà, nó phải dồn cho nó bể. Nó bể xong rồi nó ao vô, nó nhồi vô cái tay của nó rồi nó ao vô cái miệng. Hả? Dắt ơi. Dắt ơi, ngon không? Ngon không? Ngon không? Hả? Ăn gì hả? Ăn gì hả? Ngon không? Ăn ngon không? Hồi nãy giờ ba đứa ăn có mời ông bảo chú ăn không? Hả? Ship ra ai mua vậy? Ba. Tại cô Yon. Ai rồi mua? Yon. Ăn ba. Ba Yon. Sao ăn nó ngon không? Cái đó là paprika hay gì mà sao cái màu đỏ dữ vậy? Paprika. Ớt chung đỏ cả nhà, cho nên nó màu nó đỏ, tưởng nó cái gì nó cay. Ồ dắt kìa, dắt nó hả miệng kìa. Âm. Ni har alla bältet på, polisen är på andra sidan. Có gài dây vô chưa? Polis kìa. Bữa nay polis đi vòng quá trời luôn cả nhà. Skolan, polis. Polis bữa nay đi đảo. Người ta học á, polis. À, polis học hả? Học. Học hả? Polis đi học hả? Polis cũng đi học nữa. Ja, men du menar polis nu? Ja, polis. Nu lär jag hopp. Ja. Det finns en polisskola i Borås. Vậy sắp về tới nhà. Finns två i Sverige. Bữa nay, giờ này là giờ cao điểm. Gần 4 giờ, cái nhà gần 4 giờ, cho nên xe cũng đông nè. Đi dạo nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ. Về tới nhà là 2 tiếng đồng hồ, bầu chú ơi. Cuối tuần ở đây đi đâu vợ chồng con cái rảnh là đôi nhau chạy xe vòng quanh vậy đó cả nhà ơi, chứ ở đây không có cái gì chơi. Đến mùa đông, mùa thu, mùa đông nó buồn lắm cả nhà. Chỉ có đi chợ chút đỉnh rồi xong rồi rảnh thì xách xe chạy vòng ngắm cảnh vậy thôi, chứ không có có điểm nào chơi đâu cả nhà. Bên Thị Điển buồn lắm. Đi trực tiếp đi nhà vô trực tiếp, mẹ trực tiếp chắc là té nó rồi gãy không còn cây găng, lúc đó khổ nữa à. Ở đây găng nó mắc lắm á con. Con á còn nhỏ thì điểm nó còn lo cho bộ găng của tụi con, còn mẹ lớn mẹ già rồi ha, tự trả tiền xỉu luôn á. Không có găng là khổ lắm á, không có găng là súng găng luôn á. Nhưng mà Jessica bây giờ trượt được rồi đúng không? Ở phía bên cái chỗ mà hồi xưa nó chỗ trò chơi cho mấy đứa nhỏ nó bị cháy cả nhà. Bây giờ nó dời đi chỗ khác rồi, xong ở chỗ đó nó bây giờ nó xây lại nhà trực tiếp đó, nó sắp sửa xong rồi đó. Đúng rồi, mai mốt nó mà xong rồi cho Jessica đi trượt nha. Ok.
chị hay ha. Doanh ăn xong hả Doanh? Ủa chị hai chiên con kim chi ông bảo chú hay kim chi bê con. Kim chi bê con với nửng. Mẹ phải ăn. Hồi nãy chị hai chiên một dĩa đầy luôn ha. Hai chị em ăn muốn hết à. Cái này cay dắt cái ăn không được đâu dắt thôi. Cay á, em ăn không được đâu. Con thỏ nó đi chưa vậy? Chưa. Đi rồi. Ủa. Nè, ông bà cô chú ơi, ông bà cô chú thấy con thỏ ông bà cô chú ơi. Ủa, anh nãy giờ nó bông lâu rồi. Nó ra đây nó ăn cỏ nè ông bà cô chú ơi. Đi rồi nó chỉ ngồi đó. Nó ngồi luôn rồi kìa. Nó nhìn nó đâu vậy? Không biết. Ủa nó nhìn mình hay nhìn nó sao vậy? Ủa, ông bà cô chú thấy con thỏ nè. Thỏ nó bự ghê luôn á. Ôi mẹ giết nó. Giết nó đây cái mướn đó. Để sẽ vô nữa hồi em đầm rổ á. Giết nó bỏ vô miệng rồi mẹ. Kệ đi nó không cay cho nó ăn kệ nó. Ủa nó ngồi đó hả? hai cái lỗ tai của nó dài không bà cô chú ơi. Hai cái lỗ tai của nó dài nè. Cay á mẹ. Ủa cái mặt của nó nhỏ xíu rồi cả nhà. Cả nhà nhìn cái mặt nó nhỏ xíu. Để nước cho em uống. Nước cái đâu? Hai cái bông nó dài. Cay đó do dắt thôi. Không có ăn đâu con. Mình có dắt cái đâu? Do anh cái bình của em đâu, cái bình nó nắng kìa. Đừng nói hỏi tôi. Trời cái gì? Do anh nãy ăn nhiều không vậy? Không ăn kẹo nữa nha, ăn kẹo nãy giờ nhiều quá. Con ăn hả, con cay không mà con ăn hả? Ăn luôn nha. Ủa gục, cay. Cho em nước, cho em nước. Ồ, lấy nước cho em nha. This is right there. Nó còn nhà mình. Chị hai chiếm được cái phòng này ông bảo chú ở cái phòng này bây giờ thuộc quyền sở hữu của Jessica. Chị hai có cuộc vụ sao mà mua game có 260 mà do nó chịu đổi phòng cho chị hai. Chị hai rất là lợi hại luôn. Chị hai dụ dỗ như sao mà có 260 mà chị hai dụ được dụ được cái phòng ông bà cô chú ơi. Ba nó nói hả cái phòng sửa mấy chục ngàn mà nó có 200+ mà nó chịu đổi. Video quay tới đây thôi. Doanh với dắt với ba coi phim đó. Nằm la đất nữa hồi không kêu em đi xuống ngủ đây nữa hồi nó mệt á. Rồi chào tạm biệt ông bà chú ơi. Ông bà chú thương con nhiều. Bà chú đăng ký chia sẻ like cho con nha. Cảm ơn bà chú. Bye bye. Bye bye.